Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Chàng trai không chân rắc lắc chăm giúp người khó khăn lập cả quỹ từ thiện. Thời gian vừa qua, câu chuyện tình yêu đẹp từ cổ tích của anh chàng Tô Đình Khánh và bạn gái Trần Thị Thương đã nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ của rất nhiều người trên mạng xã hội. Bởi Đình Khánh mang trên mình một thân hình vô cùng đặc biệt. Anh mất đi đôi chân do bệnh nặng vào 4 năm trước, ở cái tuổi mà bao nhiêu ước mơ và hoài bão vẫn chưa kịp thực hiện không đầu hàng rút số phận, Đình Khánh cố gắng vươn lên từ nghịch cảnh. Anh tự nỗ lực việc kinh doanh và gặp được người con gái mà mình sẽ dành cả cuộc đời còn lại để yêu thương. Không những vậy, Đình Khánh còn là một người có tấm lòng nhân ái, vô cùng cao cả. Anh thường xuyên có những chiến thiện nguyện giúp đỡ bà con, cứu trợ những hoàn cảnh khó khăn. Lướt một vòng trang cá nhân của Đình Khánh, bên cạnh những bài viết tích cực truyền động lực trong cuộc sống, Đình Khánh cũng thường xuyên chia sẻ về những hoạt động thiện nguyện của bản thân. Đầu năm 2021, chàng không chân đã thành lập một quỹ từ thiện để hỗ trợ những gia cảnh khó khăn. Đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đình Khánh đã đứng ra kêu gọi mạnh thường quân, quyên góp ủng hộ những mảnh đời thiếu thốn. Trong những ngày miền Trung đoán bảo về, Đình Khánh cũng miệt mài với những dự án cứu trợ nhỏ nhưng tấm lòng lớn. Những phần quà được phân chia đầy đủ, gói ghém bằng tất cả sự chân thành, lo lắng của trái tim nhân ái, gửi đến những người đồng bào đang phải oan minh chống lại cơn bão lịch sử. Là một người luôn lan truyền những thông điệp tích cực hiện tại, Đình Khánh cũng nhận được rất nhiều lời tham gia dự sự kiện truyền cảm hứng truyền động lực cho những bạn trẻ đang trên vênh trên đường đời, tàn nhưng không phế. Đình Khánh luôn không ngừng trao dồi, cũng như nỗ lực rèn luyện bản thân, sống trọn một thời thanh xuân và mang đến giá trị đẹp đẽ cho những người xung quanh chia sẻ về việc tại sao luôn cố gắng trao đi yêu thương mà không cần nhận lại bình khánh tâm sự rằng giữa lúc gia đình anh gặp khó khăn về kinh tế sức khỏe lẫn tinh thần đều không ổn định thì đã được rất nhiều cánh tay vươn ra giúp đỡ vì vậy khi còn nằm trên giường bệnh bình khánh đã luôn tự nhủ sẽ san sẻ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn khác bởi hơn ai hết bình khánh hiểu được cảm giác mà khi mình rơi vào cảnh cùng kiệt lại nhận được sự giúp đỡ thì sẽ có thêm động lực và niềm tin vào cuộc sống biết bao nhiêu. Từng nhận ơn và biết ơn, giờ đây anh chàng không chân lại tiếp tục chia sẻ, lan tỏa rộng hơn giá trị nhân văn sâu sắc này. Trải qua nhiều khó khăn nhưng Đình Khánh luôn cố gắng sống từng ngày thật ý nghĩa. Đây chính là lý do mà anh chàng đã chinh phục được cô dâu của đời mình. Chị Thương từng cho biết anh Khánh xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc. chỉ cảm nhận được trái tim ấm áp, đầy tình cảm của anh Khánh. Nên nghĩ rằng anh sẽ là người chồng tốt, có thể gửi gắm cả đời. Ở bên cạnh người như vậy, mình cảm thấy người ta thấu hiểu được mình. Mình cảm thấy an toàn, không phải vất vả suy nghĩ về những điều mệt mỏi trong cuộc sống. Trái tim của mình được nhẹ nhàng, chị thương thổ lộ. Được biết, sau 6 tháng hẹn hò, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào giữa tháng 10 với sự chúc phúc của tất cả mọi người. Một trong những điều đẹp đẽ của việc biết ơn là tiếp tục nhân rộng điều nhân văn để nhiều người khó khăn trong cuộc sống được giúp đỡ kịp thời, hành động của Đình Khánh đã mang đến cho cộng đồng những giá trị vô cùng cao cả. Bạn nghĩ sao về tấm lòng nhân ái của chàng trai không chân này? Hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận phía bên dưới nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.